Đến hiện tại thì Deku đã có thể sử dụng được toàn bộ các năng lực mà những người tiền nhiệm đã truyền lại cho cậu từ One For All. Trong đó tất nhiên là mọi loại năng lực đều rất hữu ích trong việc truy bắt tội phạm và chiến đấu. Thậm chí là khi cộng hưởng năng lực One For All cùng với những năng lực này thì nó lại cho ra đời những bản nâng cấp siêu năng lực cực kỳ bá đạo và cực kỳ chất chơi luôn đấy nhé. Deku may mắn vì những đời One For All trước của cậu đều sử dụng những năng lực cực kỳ bá đạo không thôi. Chào mừng các bạn đến với Benchy Điện Tử. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tổng hợp siêu năng lực của Deku có thể sử dụng trong My Hero Academia nhé. One For All. Cách đây rất lâu về trước, một cái tên cực kỳ độc tài sở hữu cho mình năng lực có thể đoạt lấy năng lực của người khác và biến chúng thành của hắn, đó chính là All For One. Và để ngăn chặn ý định trở thành bá chủ thiên hạ của hắn trở thành hiện thực, người em trai của All For One là Yuichi đã sử dụng năng lực của mình để bắt đầu chuyển giao sức mạnh của nó cho người khác qua nhiều thế hệ. Và nó được gọi là One For All, một năng lực có thể chống lại việc tước đoạt năng lực, được dùng để truyền lại cho người được chọn và biến một người vô năng như Deku trở thành một anh hùng mà ai cũng đều mong ước. Và vì thế nên, đây cũng chính là năng lực đầu tiên mà Deku sở hữu được thông qua một sợi lông đầu của All Might. Tuy nhiên, vào khoảng thời gian ban đầu, cậu gặp rất nhiều khó khăn cho việc rèn luyện cơ thể để giúp cậu dần quen với loại năng lực này. Bởi lẽ, One For All là một năng lực sử dụng sức mạnh thuần túy, được tích trữ bên trong cơ thể người sử dụng. Và rồi sau đó, khi nào họ cần thì nguồn năng lượng đó sẽ được giải phóng ra ngoài, giúp cho họ có được một cơ thể vượt qua giới hạn của một con người bình thường, hay nói cách khác là sức mạnh siêu phàm. Cả tốc độ, sức mạnh và sự nhanh nhẹn, độ chống chịu của người sử dụng cũng sẽ được tăng cường lên quá mức bình thường mà con người có thể chịu được. Và vì lẽ đó, nên khi lần đầu Deku nhận lấy One For All cho mình thì có thể cậu sẽ banh xác nếu như đùng một phát Deku sử dụng 100% sức mạnh của One For All. Nên vì thế mà trong khoảng thời gian đầu, Deku đã phải lao đầu vào luyện tập để tăng cường thể lực của mình cho phù hợp với sức mạnh mà cậu đã nhận được từ All Might. Dọn rác bãi biển, chạy bộ 1.000 km mỗi ngày, hít đất 1.000 cái, trời nóng không được mở điều hòa. Và sau chuỗi ngày luyện ngục vất vả cùng All Might, Deku cuối cùng cũng làm chủ được One For All, rồi sử dụng năng lực này. Nhưng tất nhiên là chỉ một vài phần trăm công lực thôi cũng đủ khiến cơ thể của cậu bầm tím cả người rồi, chứ hành trình của Deku đến 100% vào năm nhất thì còn xa lắm. Cơ mà đó là lúc trước thôi, chứ ở thời điểm hiện tại thì cậu đã có thể sử dụng được One For All ở mức 100% sức mạnh. Và thậm chí là nếu kết hợp với Gear Shift thì giới hạn năng lực của Deku còn có thể tăng thêm mức 120% luôn chứ không đùa đâu. Gear Shift là sức mạnh của One For All đệ nhị. Năng lực này có thể giúp cho Deku thay đổi tốc độ và vận tốc của bất kỳ mục tiêu nào mà cậu chạm vào, kể cả là bản thân cậu. Và với năng lực của Gear Shift như mình đã nói lúc nãy, Deku hoàn toàn có thể sử dụng nó để tăng mức sử dụng One For All lên 120%. Về lý thuyết thì năng lực này có phương thức sử dụng khá là đơn giản, vì như mình đã nói, nó chỉ giúp người sử dụng thay đổi tốc độ của mọi thứ trong không gian và có thể vượt qua được cả quy luật quán tính vật lý thông thường. Mặc dù năng lực này ban đầu có thể sử dụng trên các vật thể nhỏ không đáng kể và nó bị All For One chê là máy bắn đậu, thứ mà hắn hoàn toàn không có tí hứng thú nào để tước đoạt nó cả. Tuy nhiên, thứ khiến cho tên tuổi của Gear Shift trở nên đáng sợ đó chính là khi đã được sử dụng cùng lúc với One For All. Như đã nói thì nhờ vào việc dự trữ sức mạnh cơ bản bên trong One For All cộng hưởng lại với năng lực của Gear Shift thì thứ năng lực bị All For One gọi là máy bắn đậu này đã trở thành một siêu năng lực cực kỳ mạnh mẽ, đến mức mà chỉ sử dụng năng lực cơ bản của nó thôi cũng sẽ gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Nên vì vậy mà Gear Shift một phần nào đó đã được xem là Ultimate, thứ chỉ được sử dụng trong các tình huống cấp bách hoặc khi không còn có thể sử dụng cách nào khác để giải quyết vấn đề cả. Trong chap 368 của bộ truyện này, Deku đã quyết định kết hợp Gear Shift cùng với One For All, và theo như lời của đệ nhị đã nói với cậu thì Deku phải hạ gục All For One trong 5 phút trước khi thứ sức mạnh này khiến cho cậu bị tổn hại. Và thế nên cũng có thể xem rằng đây chính là nhược điểm chết người của năng lực này. Khi sử dụng nó ở dạng cường hóa quá lâu mà không nghỉ ngơi thì cơ thể của Deku sẽ không có đủ oxy để hoạt động bình thường, vì oxy không thể nào bơm nhanh như tốc độ di chuyển của cậu cả. Fighting, hay còn được gọi là Fajin, là năng lực của đệ tam, được đặt theo tên một kỹ thuật trong võ thuật Trung Hoa cổ đại, cho phép luân chuyển và giải phóng khí lực qua mọi bộ phận của cơ thể. Nói cách khác thì Fajin của đệ tam mang lại cho Deku khả năng tích trữ động năng bằng cách thực hiện các chuyển động lặp đi lặp lại nhiều lần, tạo ra một nguồn năng lượng tích trữ tạm thời để chờ được giải phóng. Và rồi sau đó, nếu như người dùng quyết định giải phóng nó ra bên ngoài thì họ sẽ đạt được mức tốc độ và sức mạnh cực kỳ bùng nổ. Trong chap 315, Deku đã sử dụng lực ly tâm giải phóng từ Fakken kết hợp với One For All
Yeon 45% sức mạnh và nhờ đó cậu có thể đạt được sức mạnh 100% giống như All Might khi di chuyển bằng vận tốc ngang ngửa với đạn bắn mà không gây ra bất kỳ tổn hại gì cho cơ thể cả. Hay nói cách khác, nhờ việc kết hợp Falcon cùng với One Fall, Deku đã có thể trở thành người nhanh nhất trên thế giới để đối đầu với Lady Nagan. Đạn từ súng của cô ta không thể di chuyển và phản ứng nhanh như Deku được. Tất cả đều là nhờ vào sự hiệu quả mà Falcon đã mang lại cho cậu. Tuy nhiên, điều thú vị là năng lực này cũng có những điểm hạn chế cần phải lưu ý riêng cho nó. Mà chính cái điểm yếu đó lại chính là điều kiện để quyết định xem năng lực này có mạnh hay không. Bởi lẽ trước khi có thể sử dụng Falcon một cách hiệu quả nhất, người sử dụng sẽ phải tích trữ sức mạnh của nó thông qua những hành động lặp đi lặp lại như đã nói ở trên. Và chính vì thế nên người sử dụng tất nhiên là phải căng thời gian hợp lý để tích trữ sức mạnh mà không phải bỏ mạng trước khi quá trình tích trữ được hoàn tất. Và hiển nhiên, kết quả mà nó mang lại sau khi tích trữ sức mạnh xong xuôi là hoàn toàn xứng đáng. Cơ mà để mà nói thì nếu như căng thời gian không đủ và việc tích trữ vẫn chưa hoàn tất thì sức mạnh của nó không giống như mong đợi. Nên là người sử dụng Falcon sẽ cần có một năng lực canh thời gian cực kỳ chuẩn để có thể sử dụng nó một cách hoàn hảo nhất. Dengesin. Đến giờ mà nói thì chiêu thức của đệ tứ chắc chắn là năng lực nguy hiểm nhất khi dùng nó với One for All rồi. Mặc dù là nếu sử dụng riêng lẻ một mình nó thì đây đúng là một năng lực cực kỳ hữu dụng trong việc chiến đấu và bảo toàn mạng sống cho mình. Bởi lẽ nó có thể giúp cho người sử dụng nhận biết được sự nguy hiểm đang tiềm tàng xung quanh họ và giúp cho họ biết được trước nguy hiểm đang đến gần để mà né. Có thể dễ dàng thấy được sự hiệu quả của năng lực này khi đệ tứ Hikage có thể né được đòn tấn công của Daigoro một cách mượt mà nhờ Dengesin. Có thể nói rằng Dengesin là một dạng của giác quan thứ 6 nhưng mà mạnh hơn nhiều, và khi nguy hiểm đến gần thì nó sẽ có một tín hiệu phát sóng đâm thẳng vào đầu của Deku, nên bởi vì thế mà đây cũng là điều hạn chế của năng lực này. Bởi lẽ khi cậu kết hợp nó cùng với One for All, tác động mà nó mang lại lớn tới mức khiến cho đầu óc của cậu trở nên đau đớn mỗi khi có nguy hiểm cận kề. Mặc dù vậy thì trong hầu hết trường hợp, Dengesin còn có tác dụng khác chứ không chỉ để cảnh báo nguy hiểm cho người sử dụng không thôi. Bởi lẽ ngoại trừ những nguy hiểm ra thì nó còn có thể cảm nhận được ý định của một người và cảm xúc tiêu cực của họ, nên khi gặp một ai đó đang trong trạng thái kích hoạt Dengesin thì suy nghĩ và tâm địa độc ác của mục tiêu cũng sẽ được cảm nhận bởi người sử dụng loại năng lực này. Cơ mà dù có một điểm yếu chết người như vậy, nhưng nếu như Deku chịu khó luyện tập thường xuyên thì nó có thể giảm bớt được phần nào sự đau đớn mà nó mang lại, và bất chấp cho việc đau đầu mỗi khi năng lực này được kích hoạt thì có vẻ như nó sẽ không để lại tác dụng gì cho cậu cả, chỉ giống như việc bị nhéo một phát thật đầu vào sâu trong não mà thôi. Và cuối cùng là việc năng lực này chỉ có thể giúp Deku nhận biết các hiểm họa chứ không giúp cậu chống lại nó, cho nên vì vậy mà đối mặt với những nguy hiểm bất ngờ hay những đòn tấn công với tốc độ cao, nếu như phản ứng không kịp thì người dùng Dengesin vẫn sẽ phải dính đòn như thường mà thôi. Black Whip. Có thể nói rằng đây chính là năng lực đầu tiên mà Deku đã được thừa kế từ những One Fall đời trước. Mặc dù ở lần đầu sử dụng của cậu thì cái năng lực này nó mang lại nhiều rắc rối hơn là thuận lợi, vì Deku hoàn toàn không thể kiểm soát được nó. Để mà nói thì Black Whip là năng lực rất hữu dụng cho một siêu anh hùng, bởi lẽ nó chuyên dùng trong việc bắt giữ và giam cầm người khác, một khả năng tạo ra các tia năng lượng từ bất cứ bộ phận nào trên cơ thể của họ và điều khiển chúng theo ý thích của bản thân. Thật may mắn là Deku cùng Đệ Ngũ đều là con trai, vì vợ của họ chắc chắn sẽ thích năng lực này nếu cổ xem phim Haiten có tác Tentacle. Tuy nhiên, điều thú vị là những xúc tu này được kiểm soát bởi cảm xúc và chủ yếu là sự tức giận của người dùng, vì dù gì thì nó cũng là roi, mà roi thì chỉ dùng để quật trẻ hư chứ không phải là cặp mông căng mọng nào đó đang nằm trên giường cả. Và cũng chính vì điều đó mà khi sử dụng năng lực này, người sử dụng có thể mất kiểm soát Black Whip nếu như họ không thể kiểm soát được cảm xúc của họ, như sau khi trận chiến kết thúc. Lúc này Deku đã bị trầm cảm khá nặng sau những gì mà chiến tranh mang lại cho cậu, khiến cho Black Whip trở nên mất kiểm soát và bao bọc lấy toàn bộ cơ thể của Deku, khiến cho cậu trở nên đáng sợ và ngầu về ra. Và vì đã được cộng hưởng sức mạnh với One Fall nên Black Whip mà Deku sử dụng cơ bản là có thể chói chặt được hầu như bất kỳ tên quái vật nào một cách dễ dàng mà không gặp khó khăn gì cả. Smoke Screen, năng lực của đệ lục N. Về cơ bản thì năng lực này có hơi bình thường và nó có vẻ rất có ích trong việc sử dụng để chạy trốn hoặc tạo ra một tình thế nơi mà người sử dụng có thể làm một pha highlight out trình đối thủ của họ từ màn khói mà họ tạo ra. Đơn giản thì cái năng lực này có cách sử dụng giống với tên của nó vậy, có thể tạo khói để ẩn thân hoặc khiến cho bản thân trở nên bí ẩn ngầu lòi như mấy siêu phản diện hay siêu anh hùng xuất hiện từ màn khói. Chỉ khác ở chỗ, khói mà Deku tạo ra không phải là khói xám thường thấy khi đốt rác mà nó có màu tím. Hết. Đó là tất cả những gì mà chúng ta có thể nói về Smoke Screen, vì cơ bản thì nó cũng chỉ có nhiều đó mà thôi. Nhưng mặc dù nghe có vẻ đơn giản như vậy, nhưng nếu biết cách sử dụng thì năng lực này lại trở nên rất thú vị và có ích cực kỳ trong những pha cần phải tạo đột biến để giành chiến thắng đấy nhé. Flow,
Kỹ năng cuối cùng cũng là kỹ năng của người tiền nhiệm có đời gần nhất với Deku, đệ thất Nana Shimura. Một kỹ năng cũng đơn giản không kém cạnh gì Smokescreen, nhưng lại được sử dụng bởi một người đặc biệt, đó chính là bà nội của Tomura. Cơ mà nói là bay vậy thôi, chứ người sử dụng bình thường thì chỉ có thể lơ lửng giữa không trung, chứ không thể gọi là bay được. Mặc dù vậy thì sau khi sức mạnh này được cộng hưởng với năng lực One Fall, Flow đã trở thành một siêu năng lực cho phép Deku có thể bay được như năng lực của Gran Torino vậy. Và đó cũng là tất cả những gì mà năng lực này có thể làm. Tưởng chừng như đơn giản, nhưng thực ra nó lại giúp ích khá nhiều cho một vài trường hợp. Đặc biệt như lần đầu Deku sử dụng sức mạnh này trong trận giải phóng để né đòn từ Tomura, hay trong trận chiến với Muscular, Deku cũng sử dụng nó để né đòn từ tên tội phạm này. Có vẻ như là sau tất cả, năng lực không phế, người phế là tôi mới đúng đấy nhỉ.